Chào mừng quý vị đến với bản tin FBC ngày 28 tháng 12 2016 và trong phần đầu của bản tin tối nay xin mời quý vị cập nhật những thông tin đáng chú ý sau đây. GDP năm 2016 chỉ đạt 6,21%, không đạt mục tiêu tăng trưởng quốc hội đề ra. Trung bình mỗi ngày Việt Nam có tới 200 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Năm 2016, Việt Nam chi gần 10 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu sắt thép. Thưa quý vị, tổng sản phẩm trong nước GDP năm 2016 ước tính tăng 6,21%, không đạt mục tiêu 6,7% như quốc hội đề ra trước đó. Đây là thông tin vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tại Hội nghị Trực tuyến Chính phủ sáng 28 tháng 12. Báo cáo về tình hình kinh tế năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay tốc độ tăng trưởng GDP năm 2016 của Việt Nam ước tăng 6,21%, Đóng góp chủ yếu vào mức tăng GDP là khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,57% và dịch vụ tăng 6,89%. Ngành nông nghiệp chỉ góp 1,36% vào mức tăng chung do tình hình thiên tai, bão lũ hạn hán diễn biến phức tạp. Tính riêng bão lũ ở miền Trung vừa qua đã khiến ngành nông nghiệp thiệt hại 0,3% GDP. Mức tăng năm nay thấp hơn mức tăng 6,68% của năm 2015. Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi, môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế diễn biến phức tạp thì đạt được mức tăng trưởng trên là một thành công của Việt Nam. Trước đó, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2016 được Quốc hội đặt ra là 6,7%. Sau đó, tại kỳ hợp Quốc hội thứ hai khóa 14, chính phủ đã hạ mục tiêu tăng trưởng xuống mức từ 6,3% đến 6,5%, nhưng kết quả thống kê cuối cùng vẫn không đạt mục tiêu đề ra. Quang Vinh xin được chuyển sang một thông tin khác. Báo cáo về tình hình tạm ngừng giải thể doanh nghiệp của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay năm 2016, trong khi mỗi ngày có 302 doanh nghiệp thành lập mới, thì lại có tới 200 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hoặc hoàn tất thủ tục giải thể. Báo cáo của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh cho hay, trong năm 2016, tổng số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động hoặc hoàn tất giải thể là 73.145 doanh nghiệp. Tính trung bình, mỗi ngày có 200 doanh nghiệp việc rời khỏi cuộc chơi. Số lượng doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 92,5% tổng số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động và giải thể. Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, trong năm 2016, tất cả các vùng kinh tế và ngành nghề đều có số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tuy nhiên, số lượng này giảm so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cũng cho biết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong cả năm 2016 đạt mức kỷ lục là 110.100, tăng 16,2% so với năm 2015. Như vậy Bình Quân mỗi ngày gần 302 doanh nghiệp được thành lập mới, tương ứng mỗi giờ gần 13 doanh nghiệp ra đời. Số vốn cam kết đưa vào thị trường trong năm 2016 ở mức 891.094 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,7 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này đi ngược lại với xu hướng nhập siêu lên tới hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ của năm 2015. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2016 dự kiến đạt hơn 349 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6% so với năm 2015. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 175,94 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,6% và tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 173,26 tỷ đô la Mỹ, tăng 4,6% so với năm ngoái. Như vậy, cái năm 2016 thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu 2,68 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại với kết quả này, năm ngoái Việt Nam nhập siêu lên tới 3,55 tỷ đô la Mỹ. Phân tích về các nhóm hàng xuất khẩu chủ yếu, duy nhất có mặt hàng dầu thô giảm cả về lượng và kim ngạch so với năm 2015. Trong khi đó, hàng dịch may, điện thoại các loại và linh kiện xuất khẩu trong năm 2016 đều tăng so với năm ngoái. Về các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu, Tổng cục Hải quan cho biết, lượng nhập khẩu xăng dầu năm 2016 tăng về lượng nhưng giảm về kim ngạch. Còn lại, các mặt hàng khác đều tăng về lượng cũng như kim ngạch nhập khẩu, cụ thể như máy móc, thiết bị, sắt thép, máy vi tính, v.v. Thưa quý vị, dù trong nước đã sản xuất được hầu hết các chủng loại thép, nhưng năm 2016, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn nhập khẩu hơn 10 tỷ đô la Mỹ thép từ các thị trường nước ngoài, trong đó chủ yếu là từ Trung Quốc. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15 tháng 12, Việt Nam đã chi tới 7,64 tỷ đô la Mỹ để nhập gần 18 triệu tấn sắt thép các loại. Nếu tính cả các sản phẩm từ sắt thép thì tổng số tiền mà Việt Nam đã bỏ ra để nhập sắt thép từ thị trường ngoại lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ, cao gấp đôi so với mức nhập khẩu xăng dầu cả năm. Trong khi đó, giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thép các loại trong 11 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, khiến Việt Nam trở thành nước nhập siêu sắt thép trong năm 2016. Dù Việt Nam đã áp thuế tự vệ đối với sản phẩm thép dây cuộn, thép cuộn nhập khẩu để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, nhưng lượng thép nhập khẩu vẫn ồ ạt về Việt Nam do doanh nghiệp lách quy định kê khai thép cuộn nhập khẩu khác mã với mã bị áp thuế. Theo các chuyên gia, trong khi năng lực sản xuất thép của Việt Nam đã gần như đáp ứng đủ nguồn cung với đa dạng chủng loại, việc nhập khẩu thép ồ ạt sẽ khiến dư thừa nguồn cung và xa hơn là đẩy hàng sản xuất trong nước vào tình cảnh mất thị trường ngay trên sân nhà. Kể từ 1 tháng 1, 2017 sẽ có 17 loại phí được chuyển sang cơ chế giá theo quy định tại luật phí, lệ phí sửa đổi. Đây là thông tin được Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính ông Nguyễn Văn Truyền cho biết trong cuộc họp báo chiều ngày 27 tháng 12. Một số dịch vụ sẽ chuyển sang cơ chế giá như trong giữ xe, thu gom rác, sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật, thực vật, dịch vụ sử dụng đường bộ, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh, dịch vụ sử dụng đò, phà, dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga, v.v. Tất cả 17 loại dịch vụ trên sẽ được nhà nước định giá, hình thức bao gồm khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu hay giá cụ thể do bộ ngành hoặc ủy ban dân tỉnh quy định. Chủ trương chuyển đổi từ phí sang cơ chế giá nhằm khuyến khích xã hội hóa, một số loại dịch vụ công được chuyển sang cơ chế giá mà khu vực tư nhân có thể tham gia nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân. Và trong chương mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến con số 500 triệu đồng. Đây là mức thưởng Tết năm cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh tính cho tới thời điểm này. Theo khảo sát về mức tiền thưởng Tết được Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện tại hơn 1.100 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hiện mức thưởng Tết nguyên đán 2017 cao nhất năm nay thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài với số tiền thưởng là 500 triệu đồng. Doanh nghiệp này làm trong lĩnh vực sản xuất nhựa và bao bì. Thống kê được ở thành phố ghi nhận mức thưởng Tết trung bình năm nay đạt khoảng 8 triệu đồng một người. Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội đã yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội các địa phương phải báo cáo tình hình lương thưởng Tết của bộ trước ngày 31 tháng 12. Dịp Tết năm ngoái, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ đồng, cũng là một doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bao bì và nhựa, dầu khí thăm dò và khai thác dầu khí là có mức thưởng Tết cao hơn cả. Vừa rồi là một số tin tức trong nước, tiếp theo sau là những tin tức đáng chú ý của châu Á. 20.000 tổ chức phi chính phủ của Ấn Độ bị tước giấy phép hoạt động. Hàn Quốc bắt khẩn cấp giám đốc quỹ hưu trí do liên quan đến vụ bê bối của Tổng thống.